Quét quét quét. Không dậy hả? Chết mày bị dính bẫy rồi. Các con. Anh bẫy ra. Các con. Chạy nhanh chú bẫy. Mày thích chơi tới đâu thì. Hay á. Quay làm nào vậy? Quay vô đây hả? Dạ. Chết cha. Dạ. Dạ em cứ anh Hùng. Em anh Hùng nào? Dạ. Nào. Dạ anh Hùng quân Hùng kia dạ. Dạ. Lâm ơi. Ơi. Lâm mẹ nữa không? Chơi. Gì đâu mà chơi. Ngồi dậy anh bày kịch bản này khó rồi này. Ngồi dậy. Lên đây. Lên đây. Nói luôn đi, ngồi đây được rồi. Sao? Rồi để anh tắt cái máy. Chơi bé nữa hả? Ừ. Quất ngồi. Quất thằng âm binh đầu đinh đó hôm bữa nữa. Ừ. Ok không? Chơi. Rồi. Bữa nay anh sẽ điện nó vô. Nhưng mà bữa nay anh không nói kịch bản. Ừ. Hiểu không? Ừ. Anh chỉ rủ em chơi thằng âm binh đầu đinh đó cho anh. Rồi. Rồi anh sẽ tắt máy anh bàn kịch bản với em. Rồi. Không nói bữa nay không nói kịch bản nữa. Nói kịch bản lộ kịch bản đâu không có hay. Ừ. Hiểu không? Coi thử nó phản ứng ra sao hả? Rồi. Rồi. Để mình dừng nha, mình bàn kịch bản nó xong rồi mình gọi cho thằng âm binh đầu đinh nó vô, mình đẩy nó một bữa nữa. Chưa hả dạ mà nó quất cái đầu anh bây giờ, anh tức nó lắm. Anh phải đẩy một bữa nữa cho nó. Kỳ này là anh chơi cho nó là rụng nụ nó luôn. Quất nó đi, sợ gì nó. Rồi, chờ chút để mình bàn kịch bản xong rồi mình sẽ gọi thằng âm binh nó vô. Yeah. I'm ready to play now. Put me in the game now. Came here to prove it, I'm ready to do it, I can't be afraid now. I do this for my crowd, so turn me up real loud. My time, none of you people can tell me to stop. Bây giờ mình tiếp tục gọi bà bé vô. Lầm nó bữa nữa, thằng âm binh này quế nó lầm rồi, nó giỡn cho nó. À, bé hả? Ê em. Ê mày chạy vô đây, tao với thằng Nớp nằm chèo queo trong này nè. Tao coi nhà giùm ông anh tao. Thì trong cái đường, mày tới cái đường số 7 mày quẹo trái vô. Thì ở ngoài á, ngoài ngã ba lớn á, biết không? Chỗ nhà mày chạy tới ngã ba lớn, mày đi vô con đường số 7. Mày tới cái trụ điện mà nó có cái bảng màu xanh xanh á, mày quẹo trái vô. Tao với thằng Nớp chờ mày trong này nha. Rồi ok. Rồi. Nó vô. Chuẩn bị tư thế. Lùm cái thằng âm binh đầu đinh này một bữa nữa nha, cho nó tẩn luôn, nó hết dám chơi cái đầu mình nè. Rồi mọi người chờ một chút nha. A few moments later. Ê, nó vô tới. Vô bóp càng rồi, nó bóp càng cái kiểu đâu, nó đâu. Vô đây. Sáng giờ nhà làm gì? Con ngủ mới dậy làm gì? Đẹp không? Ở đâu vậy? Đâu hai cái đi đường á. Rồi là cũng lòi nữa à, cũng lòi ra nữa à. Cũng lòi nữa à. Hết qua má ơi. Cũng lòi ra nữa à. Quỷ ha. Không đẹp bộ. Em như cô gái hay còn sớm trong trắng thân chưa lấm mùa trần. Nước có đeo bông không? Đeo bông nào? Đâu, má là lòi á, lòi ra nữa rồi á. Lòi ra nữa rồi. Tới đây nè, nó vòng vòng hoài mà. Bông đẹp, tính ra hai bông. Tới đây. Bông dài đẹp. Tới đây ngồi, anh nói nè. Mẹ lòi đó. Mẹ lòi rồi đó. Tới đây ngồi, anh nói nè. Bữa nay anh vô anh coi nhà giùm ông anh. Ông đi đâu rồi, ông đi công chuyện rồi chút xíu về. Bây giờ anh nói nghe nè, thôi sẵn đây mấy anh em mình làm kiếm cái gì làm luôn anh Nấp. Vô bắt gà đi, nấu cháo. Ừ, thôi làm con gà đi. Bắt gà đó mẹ nó. Gà hấp, luộc cho lẹ quốc. Lâu quá không thè. Anh cháu gà anh Hùng ơi. Vô kiếm bé vô bắt gà làm nấu cháo ăn đi. Bây giờ thèm quá. Sẵn bữa nay có con bé nè. Hùng ấy vô bắt gà nấu cháo ăn đi. Thôi kêu nó vô chơi được rồi, gà gì nè ông ơi. Sợ gì, bữa ông vô đây ông ăn đó là sao? Gà gỏi ngon à.
sao muốn ăn gà mới gỏi hả? Mất gỏi đồ gà đó, nửa con hết gỏi, nửa con mất cháo. À, giờ mày vậy này, mày bắt nha, tao chỉ mày vô mày bắt, tao với nớp đi ra mua đồ về làm. Em ở đây rồi hả? Ừ, thì lát anh về tới giờ, anh không ra ngoài ruộng kìa kìa. Thì mày vô mày với đèn vô bắt gà đi. Thôi mày với đèn mày với đèn bắt đi. Thì tao chở nớp ra mua đồ về này, làm. Tự nhiên chỗ lạ em mới biết đâu điện kêu vô bắt trời. Lạ gì đâu lạ, mẹ thì nhà anh tao, tao kêu mày bắt chứ. Mày nhìn đi, không lẽ nhà lạ người ta bắt, người ta kêu tao giữ nhà. Đó mày nhìn đi, nhà lạ. Đó vô quán rồi muốn ăn, muốn uống gì mày cứ vô mày lấy. Nhà anh tao thì tao kêu mày bắt, mày cứ bắt đi. Anh sợ gì mày? Thì ông kêu bắt thì bắt đi, sợ gì? Đi, đi, đi anh em đi. Cái con gà nằm trong bội á, mày vô mày bắt con gà nằm bên trong bội á, mày đi thẳng vô rồi. Đi thẳng vô coi chừng chó nha ông. Rồi mày ở đây mày làm luôn nha. Tao với người nớp là chạy ra ngoài đó mua đồ đó. Rồi đi vô làm đi má. Đi đó. Đây. Đưa bông bắt gà ra khỏi la. À, bông gà thôi. Đi vô nó thấy mày là cảm tình nó không có la đâu. Gọi đó thấy chưa? Ơi mình thiệt không mày? Mày thôi nghi nghi mấy ông cố mày không nghe. Chơi chơi ở nhà không thấy ai đâu, có gì bắt có chuyện gì mày? Thiệt mà trời, nãy có người có sao đâu. Nãy giờ con nằm với mẹ ổng mà. Nó bắt có sao không thấy nhà không có ai trời? Không có. Xuống bắt ổng ta. Thiệt mà. Cứ bắt đi, chú Hùng kêu nấu cháo ăn là được rồi. Từ gà mập ba, gà mập thịt. Đây là miếng chú Hùng nghĩ ngựa ngựa bà nè, ngựa bà mà lạ. Mày im chưa? Mày im chưa? Quỷ gà hả? Đĩ gà hả? Hả? Mày hên mày cũng ra nhà máy nha. Mày gà trống dịch hiếp mày nha nha. Mày tao dám cắt cổ thịt nha nha. Hiếp tao dám hiếp mày nha. Quỷ, quỷ. Quỷ hà, quỷ gà, quỷ lạ, lạ. Giỡn ai? Tao đâu dám cắt cổ đâu. Mày dám cắt không? Tao dám cắt. Mày cắt đỡ mày ông vô cắt chứ tao sao dám cắt cổ nó. Gà này béo không trời? Gà này ai dám cắt? Từ nào giờ con có dám cắt đâu? Chứ tao cũng đâu dám cắt đâu, đợi mấy ổng vô đi. Giờ cột nó lại rồi. Cột lại để vội. Bên chỗ nó bay á. Thôi giờ dặn gà chút về để cho mấy ổng cắt cổ luôn rồi. Tao ớn cắt cổ gà. Quét quét quét. Không dậy rồi. Chết mẹ mày dính mày rồi. Cắt con. Ai bay gà. Cắt con. Chạy nhanh chú quậy. Hay á. Quay làm nào vậy? Mày vô đây vậy? Dạ. Mày là ai? Chết cha. Dạ. Dạ em của anh Hùng. Em là anh Hùng nào? Dạ. Hùng nào? Dạ anh Hùng quân Hùng. Chết tao. Dạ. Em có anh. Tao chó lại nè. Em quân Hùng anh ơi. Cắp hả? Không có. Cắp đẹp hả? Em là em quân Hùng. Em cái gì mà em? Không có. Anh phải anh Tân Tân. Không. Dạ em anh Hùng anh. Hùng Tư Tám gì đó. Mày ngồi xuống đây. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Mày ngồi đó. Đây. Ngồi xuống. Dạ. Cái gì anh đây? Ai kêu mày vô đây? Dạ. Để em nói là em bạn của Hùng kêu em vô là em đang giữ nhà em bắt gà em kêu. Ông chạy vào đây em bắt gà. Hùng nào? Dạ anh Hùng, không có đâu á. Kêu em vô chứ em cấp bây giờ em bắt em chạy rồi em ngồi em giữ gà em đâu dám cắt cổ gà đâu anh. Hùng có râu nào tao không có biết, Hùng nào thôi. Dạ. Chỉ biết mày á. Dạ, ngồi đó. Không có anh tin đồ chút xíu anh về giờ anh. Nói đi đâu? Dạ không nói chạy ra mua đồ.
anh ngồi ấy cởi em. Tháo rồi mày chạy sao? Dạ em dám chạy, nãy giờ em ăn cắp là bắt gà của anh, em chạy rồi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Không chặt luôn bàn tay mày á. Dạ dạ, không có em dám ăn cắp đâu anh. Dạ đó, đổ dạ. Nữa nè. Dạ, dạ. Anh thấy thích nghe nãy giờ luôn. Ông Hùng nó kêu điện thoại em vô, nó giữ nhà gì của anh á, mà kêu vô bắt con gà nhậu, mà em đâu dám mặn gì đâu. Tao kêu nào lên đây giữ gà đâu. Bây giờ mày nói đi, hai thằng đó hàng nào? Dạ dạ dạ, anh nhớ giờ chờ em xíu, anh chạy lại giờ anh đi ra mua đồ về làm gà. Mày ngồi xuống. Dạ dạ dạ. Mày ngồi xuống đó. Dạ dạ. Tao ra kia tao ngồi, tao chờ mày chút xíu. Mày nói bao nhiêu? Dạ, anh ra mua đồ về. Quay lấy chừng 50 phút rồi, tao chờ 50 phút. Dạ. Được. Quý nhỏ ngồi xuống ngồi nghe mày. Phải nhà người quen không? Thiệt, nhà người quen mà. Nãy hai ông chở vô đây kêu con canh nhà đó. Mà mày nói thiệt tao phải người quen ấy không? Mà lỡ hai ông chơi chú bé sao? Chơi cái gì chơi, hai con đĩ chó, tối ngày chơi cũng sợ ông chết, cầm cái rượu còn sợ ông chết luôn trời. Lỡ nữa ông vô nữa sao? Nếu cầm cái dựa vô nữa sao? Sao? Mày sao mày không nói, mày có quen không? Hai con đĩ chó tối ngày chơi tôi sợ ông cầm cái rượu cũng xỉu luôn á. Điện thử chú bé, điện thử. Thờ hai con đĩ này tối ngày đứng đè tôi muốn chơi mà trời. Sao ông đè hiếp tôi luôn trời. Con đĩ là con nhất là con đĩ già với con đĩ trẻ là thiệt á. Con đĩ hùng với con đĩ nớp. Con đĩ chó đéo tối ngày chơi tôi hoài luôn trời ơi. Chơi gì chơi chướng nữa, mẹ cũng chém đâu cái chợ. Tôi chết luôn trời. Sáu cuốc luôn mà nớp. Thôi đi vô, nhiêu đó đủ rồi. Để ông sách vừa ông dí nhỏ rồi nó hiểu quần luôn á. Chờ chút xíu nữa đi, cho nó tái quần nó chơi. Lâu lâu cho nó bữa cho nó hết hồn nó luôn. Nãy giờ cũng lâu rồi. Ừ vậy thôi vô đi. Ừ để vô coi sao nha. Ừ vô. Chắc là vô. Sao làm? Ừ, cho mày vừa nha, cái thằng âm binh đầu đinh. Hả? Ừ, cho mày tẩn luôn, tao đứng đây càng lâu là mày càng chết mày luôn á. Tao đã gài ổng vô là ổng xách cái dựa là ổng dí, ổng chém mày liền. Đó, cho mày tẩn chứ, mày hết từ đây về sau mày tẩn, mày hết dám chơi tao rồi. Trời, biết cái cảnh mày. Ừ, thôi, đi vô. Đi. Để mình vô mình coi xin nó sao nha mọi người, chứ để ông anh mình ổng nóng lên là ổng xách cái dựa lên là ổng quất nó thiệt luôn á. Là ổng quất giống như là bay đầu luôn á. Cho nó tởn nó bữa. Dạ dạ. Dạ 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 dạ, em đang điện nó giờ 20 phút nè anh. Phút đâu, nó đâu? Dạ em đang điện nè. Trời hai con chó chơi không sợ điểm tôi ta. Sao anh? Mày tởn rồi chưa? Mày tởn rồi chưa? Cái gì vậy? Giỡn mày đó, anh tao thiệt. Anh tao thiệt. Ủa hủ hết hộp ba quỷ. To prove it, I'm ready to do it. I can't be afraid now. I do this for my crowd, so turn me up real loud. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Bây giờ canh mặt nói ha. Cái thằng ngắm bên đầu mày. Không lấy rồi nãy giờ tôi muốn xỉu rồi. Mày dám không? Cho quỷ. Chơi tôi thiệt á. Chơi mà gặp ông quỷ nữa trời. Ok, xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Tẩn chưa? Cho mày tẩn vô cái thằng âm binh đầu đinh. Thôi ra tìm xíu bữa này, thôi ra tìm xíu.